Giới thiệu các bác cầu Hoàng Văn Thụ nha. Cầu cái cầu ghi hẹn rất nhiều tại thành phố Hải Phòng. Cùng lên cầu Hoàng Văn Thụ các bác nhé. Chiều về ở đây rất là đẹp. Đây là lối đi vào trong của nhịp đi lên sang Thủy Nguyên. Toàn bộ chân cầu phía dưới các bác. Ở dưới là được đang trang trí cây xanh. Và nhịp cầu sang bên kia là Thủy Nguyên. Bên phải lối đi lên là cảng 4, cảng Hải Phòng. Bây giờ các bác nhìn toàn bộ cái lối đi lên. Đó, bắt đầu đi lên các bác nhé. Trải nhựa rất là đẹp. Một bên trái là lan can kính, bên phải là lan can sắt. Cầu chưa hoàn thiện cho nên là chưa được dọn và chưa được trải nhựa 100%. Vẫn còn nhiều công đoạn chưa xong, nhưng mà đi lên đây có cảm giác rất là đẹp các bác. Dưới chân cầu, trụ cầu các bác nhìn. Đây là lối vừa đi lên các bác nha. Đi lên nhìn xuống sông rất là đẹp và dưới cảng rất là đẹp. Đây là điểm selfie rất đẹp, ở đây nghệ sĩ đang sáng tác. Lên trên này thì đã cao so với khoảng 700 nhà. Buổi chiều ở đây rất là lý tưởng các bác, gió biển vào rất là đẹp, đường rất là rộng và trải nghiệm rất là bám. Mặt trời đang rất đẹp các bác.
này là nhìn thấy Triều Nguyên bên kia các bạn, khu trung tâm hành chính của thành phố Hải Phòng tương lai. Tiếp tục đi lên các bác nhé, điểm ở đây nếu mà selfie hứng mặt trời rất là đẹp. Tục lên đến đây là đỉnh cầu của các bác nhé. Vâng, cầu rất là đẹp. Quay chậm thì các bác nhìn. Nhìn bên kia là cầu Bính luôn nhé. Trước mắt là Thủy Nguyên luôn. Ở trên cầu nhìn xuống các bác nhé, nhìn xuống khu bến Bính. Bên khu mặt trời kia là Vinhome các bác nhé. Khu Vinhome cao cấp của thành phố Hải Phòng, và đây là trước mắt là cầu Bính nhé. Đây là khu quân sự. Khu bộ đội. Đường chưa xong các bạn, nhưng rất là đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã xem cầu gỗ thành phố Hoa Phượng. Hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bác nhé.